Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một cặp bạn trẻ vô tư mây mưa trong công viên gây xôn xao. Theo như chia sẻ, hình ảnh trên được cho là đã được ghi lại tại công viên Tuổi Trẻ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, sau một hồi ngó nghiêng xung quanh, cặp đôi, trong đó chàng trai có mặc áo đồng phục học sinh, thản nhiên ngồi ghế đá và có những hành động phản cảm. Dường như để tránh ngại ngùng hoặc lo sợ có người quen vô tình bắt gặp, có thể thấy chàng trai đeo khẩu trang, mặc áo khoác dài tay, trong khi bạn nữ đã chùm mũ và đeo khẩu trang kín mít che kín khuôn mặt. Vừa nhìn ngó xung quanh không có ai, cặp đôi tiếp tục làm chuyện nhạy cảm. Hành động nhạy cảm ngay giữa ban ngày ở nơi công cộng của đôi bạn trẻ sau đó vô tình bị một người dân bắt gặp, quay lại clip và chia sẻ lên mạng xã hội. Dù đã có biện pháp xử lý hành chính, tuyên truyền từ địa phương đến trường học, thế nhưng thực trạng đáng xấu hổ là quan hệ bừa bãi nơi công cộng của giới trẻ vẫn diễn ra nhan nhãn. Nếu như ngày xưa, những vấn đề nhạy cảm được giấu kín riêng tư thì ngày nay, các cậu ấm cô chiêu lại xem đó như một sở thích biến thái, suy bài đạo đức nghiêm trọng. Khu vực công viên buổi sáng là nơi có rất nhiều người đi bộ, tập thể dục, đặc biệt có nhiều người già và trẻ em qua lại. Vậy mà đôi nam nữ lại chọn làm địa điểm hành sự. Bởi vậy, ngay sau khi đoạn clip được đăng tải đã khiến cộng đồng mạng bày tỏ bức xúc trước hành động kém ý thức của cặp đôi này. Không ít dân mạng lên tiếng chê trách đôi bạn trẻ này, nhìn mặc đồ đồng phục, quần áo thể thao thì xem chừng các bạn vẫn ít tuổi mà ý thức quá kém. Giữa ban ngày ban mặt, bao nhiêu người qua lại mà vẫn cố tình làm như trốn không người, thật xấu hổ, tài khoản SL chia sẻ. Chẳng hiểu sao dẫn nhau ra nơi công cộng làm chuyện ấy mà không thấy xấu hổ. Ý thức của mấy người trẻ bây giờ chán quá, một người khác ngán ngẩm. Sao không chọn chỗ nào kín đáo mà làm, vừa thoải mái không bị ai xăm soi lại không ảnh hưởng tới người khác. Công viên là nơi có nhiều người già trẻ nhỏ mà làm thế này thì đến chịu. Cần phải sớm có các hình thức xử lý các hành động vô ý thức như thế này ở nơi công cộng.